Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm, đó là pin sạc dự phòng và model là JP191. Cục sạc này thì có dung lượng là 10.000 mAh/giờ ha. Ưu điểm của cục sạc này là gì? Đó, rất là nhỏ gọn, nó nằm gọn trong lòng bàn tay, rất nhỏ gọn. Đó. Cục sạc này thì có một cổng sạc vào input là cổng micro USB, một cái cổng khá là phổ biến hiện nay và trong tương lai sẽ bị thay thế bởi cổng Type-C. Nhưng hiện nay thì cổng này rất là nhiều và có hai cổng ra là USB-A, cổng số 1 và cổng số 2. Cục sạc này thì nó có cái tổng công suất khi mà bạn sạc hai cái cổng này là dung lượng là 5V 2A, 2,4A. Còn nếu như bạn sạc một cổng thì nó sẽ ra là 5V và 2A. Đây là một cục sạc rất là nhỏ gọn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tiến hành test thử cái nguồn sạc của cục sạc dự phòng này ha. Đây, mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đây là cục USB đo dòng, cục USB đo dòng. Cục này có bán rất là nhiều ở ngoài, các bạn có thể tìm mua. Đây, bây giờ mình sẽ sạc thử ha. Cổng một cổng của nó. Đây là cổng USB đo dòng. Mình sẽ sạc nó cho iPhone 7 Plus. Các bạn thấy nó đã hiện là 5V nè. Đây là ampere chưa có nè. Bây giờ mình sẽ sạc iPhone 7 Plus ha. Và đây là chiếc iPhone 7 Plus của mình. Mình sẽ sạc cho iPhone 7 Plus ha. Rồi, nó đã báo sạc. Ở đây khi mà sạc cho iPhone thì nó nhận là dòng là 5V 0,98A, tức là 5V 1A, tức là 5W, tức là chuẩn dành cho iPhone ha, cục sạc dành cho iPhone. Rồi bây giờ mình sẽ sạc nó cho một cục sạc dự phòng khác ha, để xem nó ra được là bao nhiêu công suất là bao nhiêu. Đây là một cục sạc khác của X Mobile. Ưu điểm của cổng sạc này là nó có cái cổng vào là cổng Lightning luôn, rất là tiện cho bạn nào mà sử dụng điện thoại iPhone ha, thì các bạn có thể sử dụng một cổng cáp dành cho cả pin sạc dự phòng điện thoại, rất là tiện. Đây, ở đây là nguồn ra của cục Ava ha. Đây là nguồn ra cục Ava. Đây mình đang sử dụng Ava để test. Thì nó ra được một cổng là 5V và 1.5A, tốc độ rất là nhanh ha. Rồi mình sẽ dừng cái test thử ở đây ha. Rồi. Cũng dung lượng thực của cục pin này là khoảng tầm 6.500 mAh ha, dung lượng thực. Còn bạn nào mà thắc mắc thì pin này là ở ngoài kia 10.000 mà sao lại nói dung lượng thực là 6.500, thì đó là các bạn phải tìm hiểu thêm trên Google ha. Dung lượng 10.000 này là dung lượng trên lý thuyết thôi, dung lượng thực tế là nó 6.500, nó sẽ bị hao hụt đi vì nhiều lý do khác, ví dụ như là quá trình khi sạc nó sinh ra nhiệt đó, thì nó sẽ giảm cái dung lượng đi ha, rồi qua nhiều cái khác nữa ha, nên dung thực là 6.500. Tốc độ convert cũng khá là cao rồi đó. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Mình xin giới thiệu các bạn model sạc dự phòng Ava JP191, dung lượng 10.000 mAh.